Xin chân thành cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đảo PG. Xem nào, các bạn chắc chắn là đã từng chơi trốn tìm rồi đúng không nào? Nhưng trốn tìm mà mình nói cách chơi có phần không giống là chơi trốn tìm một mình. Một mình đi trốn tìm với quái được cơ chứ? Tin mình đi, bạn sẽ phải sờn cả da gà khi biết được rằng người chơi cùng mình chính là ma. Ở phần trước thì A Xuyên đã chơi thử trò này và có lẽ bị nó ám đến tận bây giờ. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không nên hoãn sự sụp dường ấy lại nữa. Cùng nào quý vị đến ngay và luôn với chơi trốn tìm một mình phần cuối. Lại là cái tủ quần áo. Tôi nhíu mày, không nói một lời đứng bên cạnh tủ quần áo. Đột nhiên cánh tay tôi mát lạnh, là Tinh Tinh đang ôm chặt cánh tay tôi. Thân thể cô ấy không tự chủ được mà run rẩy. Tôi hơi xấu hổ, muốn rút tay ra, nhưng Tinh Tinh ôm chặt quá mà lại còn rất là thoải mái. Trên người cô ấy thi thoảng mùi nước hoa rất là thơm. Trong lòng tôi vùng vẫy một hồi mới không để tâm đến cô ấy nữa, dùng một cái tay khác kéo cửa tủ ra. Trong tủ thì lại không có gì, tôi tỉ mỉ kiểm tra nhiều lần mới tìm thấy phía dưới tủ mấy vết cắt hình như do móng tay tạo nên. Yên tâm đi, đã không sao rồi, tôi an ủi Tinh Tinh. Tinh Tinh cắn môi, có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng cuối cùng vẫn nói: "A Xuyên à, đêm nay anh có thể ở lại với em được không?" Cái gì? Tôi sững sờ. Tinh Tinh và Trương Chí Vĩ mới tân hôn có mấy ngày thôi. Tinh Tinh nhìn cũng rất là đơn thuần nữa. Nhìn thấy tôi hiểu sai, Tinh Tinh vội vàng bổ sung: "Vì em sợ quá mà Chí Vĩ lại không ở đây. Bây giờ em sẽ đi thu dọn phòng khách ngay." Phòng khách? Tôi bừng tỉnh nhưng trong lòng lại có chút cảm giác mất mát kỳ quái. Chí Vĩ đi đâu rồi? Vì để làm dịu sự xấu hổ, cũng là vì tiến đến một bước thu hoạch manh mối, tôi hỏi Tĩnh Tĩnh. Em cũng không biết nữa, anh ấy lúc nào cũng thần thần bí bí. Tĩnh Tĩnh dọn dẹp phòng, đầu không ngẩng lên. Lúc nào anh ấy cũng để em ở nhà một mình, việc lớn việc nhỏ gì cũng tới tay em. Tôi hơi xấu hổ, không biết nên tiếp tục làm sao, chỉ có thể nhìn Tĩnh Tĩnh mà không nói lên lời. Ai ra, anh đem bộ chăn nệm mới cầm đến đây coi, nhà có khách anh cũng không chào nữa. Đột nhiên Tĩnh Tĩnh khựng lại, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, vừa nãy em lại nhầm anh với Chí Vĩ nữa rồi." Cô cúi đầu xuống mặt đỏ ửng. Hai người các anh rất là giống nhau. Giống nhau? Rõ ràng là tôi Trương Chí Vĩ rất khác nhau mà. Tôi chán ghét nghĩ. Ngày hôm sau thì tôi nhận được điện thoại của Tiểu Bân. "Chí Vĩ à, mày có nhìn thấy A Xuyên hay không? Điện thoại của nó tao gọi không được." Tôi không chút khách khí cắt ngang lời nó. "Mắt mày mù rồi à? Nhìn xem mày đang gọi cho ai đi." Bên đầu dây bên kia Tiểu Bân giật mình. Kỳ lạ, rõ ràng là tao gọi cho số Chí Vĩ mà. Nhưng Tiểu Bân vốn là người không để ý đến tiểu tiết, rất nhanh sau đó nó đã quên ngay. Cả đám hẹn nhau buổi trưa đánh mặt trước đó. Buổi trưa hôm đó tôi gặp lại Trương Chí Vĩ. Hắn ta mặc trên người một cái áo sơ mi nhạt màu, trùng hợp lại giống tôi như đúc. "Ha, không hổ danh là anh em tốt, lại còn mặc đồ đôi nha." Hạo Thiên nháy mắt đùa. Tôi sầm mặt phản ứng lại nó: "Đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi." Vừa Lý Trường Thành, tôi vừa vắt hết óc suy nghĩ làm sao tìm được càng nhiều sơ hở của Trương Chí Vĩ. "Chí Vĩ à, nhiều năm rồi không gặp, chuyện lúc bé tao cũng sắp quên hết rồi, mày còn nhớ gì hay không?" Trương Chí Vĩ ngoài cười nhưng trong lại không cười, nói: "Đương nhiên, có nhiều chuyện vui mà. Ví như Tiểu Bân thích con nhỏ ngồi bàn sau, hơn nửa đêm rồi vẫn nhờ tụi mình giúp đỡ. Không còn cách nào khác, ngày hôm sau tao phải thay nó đưa thư tình, kết quả là đã bị người ta trả lại." "Khoan đã, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là tao đưa đi thư tình thay nó mà. Lúc đó Chí Vĩ mày không học lớp tụi tao thì phải." Tôi nhắc nhở, hy vọng Tiểu Bân có thể phát ra được điểm không thích hợp. Nhưng Tiểu Bân lại cười: "A Xuyên, mày nhớ lầm rồi. Lúc đó là Chí Vĩ giúp tao đưa thư. Mày bị bệnh ở nhà mấy ngày không có đi học, mày quên rồi hay sao?" Chết tiệt, đến cả ký ức của Tiểu Bân cũng sai luôn hay sao? Tôi nghiến răng, dáng vẻ giả bộ như không phục, nhân cơ hội mà phát tát. "Đờ mờ, thư tình thì cũng là tao giúp mày viết. Ngoại trừ tao còn ai đem ví con gái với hoa đào chứ? Tao dựa vào cái ví von này mà nhận giải thưởng viết văn đấy." Hạo Thiên nhìn thấy tôi tức giận, vội vàng hòa giải: "A Xuyên mày đừng nóng, tao cũng nhớ là Trương Chí Vĩ nó cũng có nhận giải thưởng viết văn. Có thể là tụi này nhớ sai rồi." Hội mặt chưa giải tán được không khí không lấy gì vui vẻ. Tôi trở về nhà với tâm trạng tồi tệ. Nhưng vừa vào cửa, vẻ mặt giận dữ giả tạo lúc nãy lập tức trở nên cứng ngắc. Tình hình ngày càng tồi tệ, dường như vấn đề về trí nhớ của mọi người đang dần trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi lục lọi trong giá sách. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì bức thư tình đó về sau bị tôi vứt ở đống sách. Sau một hồi tìm kiếm thư tình không tìm được, nhưng tôi lại tìm thấy giấy chứng nhận khen thưởng khi đó. Nội dung phía trên nó khiến cả người tôi lạnh ngắt: "Giải đặc biệt Trương Chí Vĩ." Không thể nào, rõ ràng là tôi nhận giải thưởng mới đúng chứ. Tình, đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn đến từ Trương Chí Vĩ. "A Xuyên à,
Tao phát hiện không tìm được giấy khen thưởng của tao, nó có ở chỗ mày hay không? Lửa giận từ trong tôi bốc lên. Đây là trần trụi thị uy tôi. Mấy ngày sau tình hình càng trở nên không ổn. Ký ức của mọi người dường như càng ngày càng hỗn loạn. Tên Trương Chí Vĩ từ trời rơi xuống, vốn dĩ không hề vết tích tồn tại gì trong suốt 20 năm, thì bây giờ những vết tích này đều được bổ sung, dùng cuộc sống của chính tôi mà bổ sung. Khi cùng mọi người nói chuyện, bọn nó đều đem những chuyện mà tôi từng trải qua gán cho Trương Chí Vĩ, thậm chí cả ngày không phân rõ hai chúng tôi. Có hôm Tĩnh Tĩnh gọi điện thoại cho tôi, cũng không cẩn thận gọi nhầm tôi là ông xã. Nhưng trong lòng tôi không hề chút vui mừng, chỉ có nỗi sợ hãi vô tận. Tiểu Bân à, tao muốn nói chuyện với mày liên quan tới Trương Chí Vĩ. Thật ra chỉ nhớ của tụi mày. Tôi thì cuối cùng không nhịn được nữa, đi tìm Tiểu Bân, muốn ngả bài với nó bảo nó giúp đỡ. Nhưng tôi lại không ngờ là Tiểu Bân mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn tôi chằm chằm hồi lâu mới mở miệng thử thăm dò. Cậu là A Xuyên? Tình huống gì ở đây? Tôi hơi sững sờ. Ngay cả tao mà mày không nhận ra. Trong lời nói của Tiểu Bân mang theo vài phần khách sáo và lạnh nhạt. Xin lỗi, khi nãy là lỗi của tôi có ấn tượng với cậu. Nhưng chúng ta gặp nhau ở đâu vậy? Tôi cố nén sự tức giận và khủng hoảng. Mày đừng dọa tao, tụi mình là anh em thân thiết mười mấy năm cơ mà. Tiểu Bân sơ đầu rồi suy nghĩ hồi lâu. Nói như vậy, cậu là bạn học cùng lớp tiểu học với tôi. Tôi không nhớ là có người như vậy nữa. Tôi mở điện thoại ra tìm kiếm. Chúng ta có một cái nhóm chat tiểu pháo nhi. Tất cả mọi người... Tôi nói nửa chừng thì dừng lại, vì tôi phát hiện tôi không tìm thấy nhóm chat đó nữa. Thậm chí là trong danh bạ của mình không tìm thấy Tiểu Bân, Hạo Thiền và những người khác đâu. Tiểu Bân đưa màn hình điện thoại đến gần. Tôi không biết vì sao cậu lại biết tên nhóm chat này, nhưng trong đó quả thực là không có cậu. 8 người bên trong nhóm chat thực sự không có tôi. Vị trí chủ nhóm được một người không nằm ngoài dự đoán thay thế, Trương Chí Vĩ. Tôi nắm chặt tay bỏ đi, lòng hạ quyết tâm. Xem ra đã đến lúc phải giải quyết mọi chuyện rồi. Giải quyết như thế nào đây? Đương nhiên là hạ bài ngửa về anh ta. Buổi tối hôm đó, tôi đã giấu một con dao ngực, gõ cửa nhà Trương Chí Vĩ. Ông xã anh trở về nhà rồi. Tĩnh Tĩnh mở cửa rồi ông trầm lấy tôi, khiến cho tay tôi vốn định móc con dao già cứng lại. Tĩnh Tĩnh, thật sự thì tôi không phải... Tôi khó khăn mở miệng, nhưng ngay lúc đó thì bị Tĩnh Tĩnh liên tiếp chặn lại. Mấy ngày rồi anh không về, em rất là nhớ anh. Tĩnh Tĩnh tựa đầu vào ngực tôi. Không lâu sau tôi liền cảm thấy ngay trước ngực của mình bị thấm ướt. Là em có gì không tốt hay sao? Có phải anh giận em rồi không? Đừng bỏ em lại nữa. Quả nhiên là cô ấy đã hoàn toàn không phân biệt được tôi và Trương Chí Vĩ. Bỗng dưng tôi hơi do dự. Nếu như thật sự giết Trương Chí Vĩ thì Tĩnh Tĩnh sẽ như thế nào? Chắc hẳn là cô ấy sẽ rất đau khổ. Tôi bắt đầu có chút không đành lòng. Đột nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Tĩnh Tĩnh đã không phân biệt được tôi và Trương Chí Vĩ. Vậy thì sau khi giết Trương Chí Vĩ, tôi hoàn toàn có thể... Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tĩnh Tĩnh, tôi nuốt nước bọt một cái. Hiện tại tôi càng có lý do để giết hắn hơn. Nhưng nghe những lời vừa rồi Tĩnh Tĩnh, Trương Chí Vĩ đã rất lâu không về nhà. Không đúng, lần trước tụ tập xong nhưng tôi còn nhìn thấy tận mắt hắn trở về nhà. Rốt cuộc hắn ở đâu? Đợi đã, có một manh mối. Tôi nhẹ nhàng đẩy Tĩnh Tĩnh ra. Đừng khóc, bị trôi trang điểm sâu lắm. Anh hơi mệt muốn vào phòng nghỉ ngơi. Không khóc nữa. Tĩnh Tĩnh nhìn khóc mỉm cười, mắt đỏ hoe muốn giúp tôi cởi áo khoác. Bây giờ thì em rất là vui. Tôi nghiêng người tránh tay của Tĩnh Tĩnh. Không cần đâu, anh vào nằm một lát. Đùa sao, dao tôi còn giấu trong áo khoác đấy. Đi vào phòng ngủ, tôi lại đứng trước cửa tủ một lần nữa lâm vào trầm tư. Nếu như trong phòng một chỗ đáng nghi ngờ nhất thì đó chính là chỗ này. Thế nhưng chỗ này và Trương Chí Vĩ có quan hệ gì đây? Tôi do dự, quận người chui vào tủ quần áo, sau đó chậm rãi tủ đóng lại. Không gian trong tủ thì rất là hẹp, nhưng cũng may quần áo không nhiều, miễn cưỡng cũng chứa được tên đàn ông như tôi. Tôi mở điện thoại lên mượn ánh sáng tìm từng tấc trong tủ, muốn tìm được một chút manh mối của Trương Chí Vĩ. Ví như, rốt cuộc hắn có phải thứ tư trong tủ đi ra hay không? Tôi lục soát lại từng chút một, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tôi lo lắng, không lẽ mình đã suy đoán sai. Đột nhiên thì bên ngoài tiếng vang, két một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Dường như đang dạo một vòng quanh phòng, tiếng bước chân hình như không giống của phụ nữ. Mà bên kia phòng bếp thì loáng thoáng có tiếng Tĩnh Tĩnh đang xào rau truyền đến. Tôi hồi hộp nín thở, nghe tiếng bước chân tới gần tủ, sau đó dừng lại im bặt. Là Trương Chí Vĩ hay sao? Hắn muốn làm gì vậy? Tôi lại cầm móc áo, dự định liều mạng một lần. Nhưng cửa tủ không bị kéo ra, chỉ có âm thanh xoạt xoạt phía dưới cánh tủ vang lên. Hình như đối phương đang dùng ngón tay nhẹ nhàng cào vào cánh cửa. Nhưng cường độ này lại cảm giác giống như là đang chào hỏi. Tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, nhưng là từ từ đi xa. Tôi hít sâu một hơi đẩy cửa tủ đi ra ngoài. Dưới chân tủ hai chữ dùng móng tay khắc xuống.
Cảm ơn. Tĩnh Tĩnh mặc tập dề đi tới. Ông xã, ăn cơm thôi. Tôi ngẩng đầu hỏi cô ấy, trong nhà có người đàn ông nào khác hay sao? Tĩnh Tĩnh sững người, mắt đỏ lên ngay tức khắc. Ông xã, không lẽ là anh nghi ngờ em ngoại tình? Tôi tranh thủ thời gian ôm chặt lấy Tĩnh Tĩnh, an ủi. Sao thế được, anh chỉ đùa một chút mà thôi. Một lúc sau thì mới dỗ cô ấy nín khóc mỉm cười, nhưng trong tim tôi chỉ có sự lạnh lẽo vô tận. Trương Chí Vĩ, mày muốn tao đi có đúng không? Tao lại nhất định phải ở chỗ này. Thời gian sau đó tôi lấy thân phận Trương Chí Vĩ ở lại nhà hắn, mỗi ngày hưởng thụ sự dịu dàng Tĩnh Tĩnh, chỉ là trong lòng vẫn còn ranh giới cuối cùng. Lấy lý do mình bị cảm, sợ bị truyền nhiễm, nên chia phòng ngủ với Tĩnh Tĩnh. Mà Trương Chí Vĩ thì hoạt động sôi nổi trong vòng bạn bè của tôi. Nay thì câu cá cùng Tiểu Bân, mai lại đi bar với Hạo Thiên. Như thế là hai cuộc đời khác nhau của chúng tôi, giao nhau ngắn ngủi tại ngày hôn lễ đó, đã đổi thân phận cho nhau sinh sống. Tĩnh Tĩnh thì là cô gái tốt, hiền lành và dịu dàng. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ, nếu như bỏ đi hết thảy mà đổi được Tĩnh Tĩnh thì cũng đáng chứ. Cuộc sống như vậy cũng không có gì là không tốt. Chỉ là đôi lúc không cẩn thận, nhìn thấy chữ chỗ chân tủ, sâu trong lòng tôi mới nổi lên một tia lo lắng. Vì sao lại nói cảm ơn với tôi? Mấy ngày rồi trôi qua, cuối cùng tôi cũng chán cơm Tĩnh Tĩnh làm, ở nhà tìm kiếm khác trên mạng cũng không tìm ra cách. Để phá giải trò chơi trong tim này nên tôi quyết định đi ra ngoài ăn cơm thư giãn một chút. Nhưng tôi ở vệ đường đưa tay hơn nửa ngày, từng chiếc taxi không người ngồi chạy qua, cũng không ai đồng ý dừng lại chờ tôi một đoạn. Tôi đợi đến sốt ruột, dứt khoát tìm đạo một nhà hàng gần đó đi vào. Phục vụ, phục vụ. Tôi gọi liền mấy tiếng. Mấy người phục vụ đang đứng đùa giỡn nói chuyện phiếm, nhưng từ đầu đến cuối không ai thèm để ý đến tôi. Tôi nhịn không được, đi đến bên cạnh bọn họ, vỗ vỗ vai một người trong số đó. Cậu có ý gì vậy? Không nghe tôi hay sao? Vẻ mặt của người nọ đột nhiên cứng lại, nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Sao vậy? Đồng nghiệp tò mò hỏi. Kỳ lạ, hình như là có người vừa vỗ người tôi. Đừng nói nhảm nữa, giữa ban ngày ban mặt, đừng có dọa tôi chứ. Vẻ mặt mọi người biểu lộ vẻ mất hứng xong, lại đổi chỗ tiếp tục tán gẫu. Tôi như rơi vào hầm băng, cứng ngắc tại chỗ không thể động đậy. Bọn họ nhìn không thấy tôi. Tôi vọt tới bên cạnh thực khách, cố sức kêu to, phất tay, hắn cũng không có chút phản ứng nào. Thậm chí tôi chịu không được, đấm vào mặt hắn một cái, hắn cũng chỉ cau mày nhìn bốn phía. Tôi giật lấy cái bát trong tay hắn, nhưng dùng hết sức lực không thể nào động đậy được. Với thế giới này mà nói, tôi đột nhiên trở thành người trong suốt, người tàng hình. Tôi vô tri vô giác quay về nhà của Tĩnh Tĩnh, đẩy cửa ra, mùi đồ ăn quen thuộc bay tới. Ông xã, anh trở về rồi. Tĩnh Tĩnh cười chào đón. Tôi đột nhiên sụp đổ ôm chặt lấy Tĩnh Tĩnh khóc như một đứa trẻ con. Cô ấy không hiểu làm sao, nhưng vẫn dịu dàng an ủi tôi. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn còn có em ở đây. Đúng rồi, trên thế giới này tôi thật sự chỉ còn cô ấy. Sau khi nín khóc, ăn cơm tối xong tôi ngồi ghế salon im lặng suy nghĩ. Một việc mà tôi đã suýt bỏ qua, bỗng nhiên trở thành việc được ưu tiên nhất bây giờ. Giết Trương Chí Vĩ. Tiểu Bân, Hạo Thiên, những người bạn cũ thường xuyên qua lại Trương Chí Vĩ, giờ đây đã không còn đáng tin cậy. Hiện tại bọn nó cũng không nhận ra tôi. Không, căn bản là giờ đã không nhìn thấy tôi nữa. Trương Chí Vĩ từ lâu cũng không trở về chỗ Tĩnh Tĩnh, nhưng đối với tôi mà nói, chuyện này ngược lại là chuyện tốt. Nếu không thì tôi hoàn toàn không biết làm sao ở cùng với Tĩnh Tĩnh. Thậm chí là tôi đã nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhưng đáng tiếc là tôi tỉnh ngộ quá muộn. Hiện tại là chỉ cần rời khỏi nhà Tĩnh Tĩnh thì tôi liền biến thành u linh. Mọi người nhìn không thấy, nghe không được, thậm chí tôi không có cách nào cầm lấy dù chỉ một mảnh giấy ở bên ngoài. Át hẳn là bởi vì mọi người đã quên tôi đi, chỉ có Tĩnh Tĩnh là còn nhớ rõ tôi, cho nên tôi mới có thể tiếp tục tồn tại nhà cô ấy, sống như một con người. Tôi chỉ còn một cách cuối cùng, chơi trốn tìm. Chỉ cần chơi trốn tìm một lần nữa, Trương Chí Vĩ nhất định sẽ xuất hiện. Nếu như tôi tại thời điểm hắn tìm kiếm, đẩy cửa tủ ra, có phải sẽ có thể trực tiếp gặp mặt hắn hay không? Tôi tìm cớ để Tĩnh Tĩnh rời khỏi nhà, cất con dao trốn vào tủ quần áo. Tim đập mạnh, chơi trốn tìm, người tránh ma, ma vào phòng. Tôi trốn xong, tới tìm tôi, bắt được tôi, mang tôi đi. Tiếng ghi âm chậm rãi phát ra, theo câu nói tôi tới tìm bạn, tiếng bước chân trong phòng ngủ vang lên. Tiếng bước chân dần dần đi đến trước cửa tủ, tôi bắt đầu thở dốc, càng nắm chặt con dao trong tay. Rốt cuộc là tiếng bước chân cũng ngừng lại trước cửa. Tôi hét lớn một tiếng, đẩy cửa xông ra ngoài. Trong căn phòng mở tối, ánh sáng ngọn nến yếu ớt đung đưa, một bóng người đứng trước cửa tủ hình như vì cử động của tôi mà trở tay không kịp. Tôi không nghĩ được nhiều như vậy, giơ con dao mang theo oán khí, hung hăng đâm thẳng vào ngực đối phương. Một nhát, hai nhát, ba nhát, đâm liên mười mấy dao đến khi máu thấm ướt tay của tôi. Đối phương không động đậy được nữa, tôi mới lao đảo mở đèn phòng ngủ lên. Trương Chí Vĩ, cuối cùng tao cũng... Khoan đã, trên mặt đất kia là... Tĩnh Tĩnh.
Tôi mở to hai mắt nhìn thi thể trên đất không dám tin. Trên mặt cô ấy vẫn còn sự hoảng sợ nghi ngờ. Máu nóng chảy từ ngực chảy đầy xuống mặt đất, nhưng thân thể cô ấy đã không động đậy được nữa. Dưới chân của Tĩnh Tĩnh là một bịch nhãn rơi tán loạn, trong đó có mấy trái lăn xuống bên cạnh cửa tủ quần áo. Không sai, là tôi lấy cớ mình muốn ăn nhãn để cô ấy đi ra ngoài phố mua. Thế nhưng sao cô ấy lại trở về nhanh như vậy? Cảnh báo tôi được nghe qua đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Trước khi đoạn ghi âm nói đến câu bên thắng được ăn kẹo, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không được đi ra khỏi chỗ núp. Không, tôi vốn là muốn giết Trương Chí Vĩ, phải, đúng là Trương Chí Vĩ. Tôi kích động muốn đứng lên, cố sức dãy giụa, mặc kệ vòng tay siết chặt tay tôi đến đau buốt. Có một người tên là Trương Chí Vĩ, hắn là do quỷ tôi gọi ra, hắn cướp đi thân phận của tôi. Thành thật một chút đi. Người cảnh sát trung niên không khách khí quát lớn, cả khuôn mặt đều tràn đầy vẻ giận dữ. 13 nhát, tổng cộng là 13 nhát dao. Tên cầm thú nha mày, đó còn là vợ mới cưới của mày đấy. Vị cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh không nhịn được bổ sung. Trước khi chết cô ấy đã cố sức dãy giụa, thậm chí là cào nát cả đáy tủ. Pháp luật sẽ không bỏ qua cho anh đâu, Trương Chí Vĩ. Tôi vội vàng giải thích. Tôi không phải là Trương Chí Vĩ, tôi là A Xuyên. Trương Chí Vĩ chỉ là tôi lừa gạt Tĩnh Tĩnh. Công ty các người đi điều tra thử đi, các người có thể đi hỏi Tiểu Bân, đi hỏi Hạo Thiên. Đều là vì Trương Chí Vĩ thật, lấy đi của tôi tất cả, mới khiến cho... Hai vị cảnh sát liếc nhau, sắc mặt dường như có chút cổ quái. Vị cảnh sát trẻ tuổi hơi do dự mới thử thăm dò. Trước đó thì anh đã thử kiểm tra tình trạng thần kinh hay chưa? Sau một ngày, tôi có được kết quả điều tra cảnh sát ở bệnh viện tâm thần. Người bệnh Trương Chí Vĩ, cô Nhi, được quân nhân phục viên họ Trương nhận nuôi. Vì lúc nhỏ chơi tìm với bạn bè bị lãng quên, để lại bóng ma tâm lý. Đè nén lâu ngày nên sinh ra nhân cách thứ hai, tên là A Xuyên. Và một ngày nọ khi tiến hành một trò chơi thông linh, bệnh tình tái phát, tàn nhẫn sát hại cả vợ của mình, rồi giấu ở tủ quần áo. Không thể nào, tôi ném báo cáo xuống đất, lớn tiếng gào thét. Tôi là A Xuyên, tôi không phải là Trương Chí Vĩ. Trước khi tôi chơi nhấn tìm hắn còn không có tồn tại. Bệnh tâm thần làm sao có thể cơ chứ? Ký ức 20 năm qua của tôi chẳng lẽ đều là giả? Không, rõ ràng đều rồi, cái trò chơi này đã triệu hồi dã quỷ. Thế nhưng nếu tôi nói là nếu tinh thần của tôi thật sự vấn đề thì sao? Cạch một tiếng, một vật nhỏ từ trong túi rơi ra, nhanh như chớp lăn đến dưới chân của tôi. Là một viên bi. Tim đập mạnh, chơi nhấn tìm, người tránh ma, ma vào phòng. Bạn đã từng chơi nhấn tìm hay chưa? Tôi sẽ tới tìm bạn. Một câu chuyện quả thật quá là ảo diệu luôn, nhưng nghe cũng thật sự đáng sợ đúng không nào? Bạn nào biết cách giải thích về câu chuyện này thì hãy cho mọi người cùng biết ở trong phần bình luận nhé. Còn video đến đây thì cũng là hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích, và subscribe Đảo Kinh Dị lập tức để đón xem những clip mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.